thằng giờ mãi ớt đó hả? Chào các bạn, chào cả nhà. Đây, sản phẩm của mình đây. Giờ mình chặt ra xong mình là chặt ra rồi mình rắc bỏ hộp đá bỏ chặt ra rắc sạch sẽ bỏ vô tủ lạnh. Miếng ngờ ra cho cả nhà. Cái này á bây giờ ông lấy cái kia cái thùng á, cái thùng mà cái ô á, ô mà để trên cái tủ á, ô mà có cái nắp á, để tôi bỏ chặt rất sạch rồi chặt lắm bỏ vô. Chặt thúc bỏ vô. Mía nhà trồng đó các bạn. Hai cây mà chặt ra nè. Giờ mình rắc sạch vỏ ha. Để vậy là còn nguyên ha. Phải rắc cho sạch. Cái ô có cái nắp mà nhỏ nhỏ ở trên cái ấy sẵn rồi tôi bỏ vô đó làm chi, sẵn rồi bỏ vô đó có cái nắp đậy lại bỏ tủ lạnh nha. Cái này to sao bỏ cái ở trên cái tủ kề cái tủ lạnh đó. Mình không có là không có cái róc ra nó đâu có ăn đâu.
mềm. Mềm ngay cả nhà. Cái thằng thổi nó không có đi làm nó sao? Mềm mà ngọt. Mềm mà ngọt á. Mềm mà ngọt ghê. Vậy. Oh.
bên này á, bên Mỹ này á, là đâu có ai bán mía. Coi như mình trầm, trầm là mình ăn thôi. Mỹ không có bán mía. Cái cùi thì nó hơi cứng chứ, nhưng mà nó cũng mềm á. Rất là sạch cho con mà nó ăn. Chứ ở đây tiền răng là mắc. Xiêm chút, làm xiêm chút là sang. Ăn rắc ra gì là ăn nó bỏ trong học, bỏ trong tủ lạnh ăn ngon.
mà nó lại bảo vệ răng. Xong, sạch răng nè, mía này là ăn là sạch răng. Vô mình rửa sạch sẽ là xong, vô mình rửa sạch sẽ là mình bỏ vô trong mà tủ lạnh nè đó, thấy không cả nhà? Bye các bạn, bye.